Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm nút like và đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận 20 triệu top cần có cái hiệu là Best Pro nè bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn click vào link mô tả dưới video mới từ đám start chatbot nè bạn. Thì nguồn góp này rất là uy tín, các bạn nên cố gắng làm các bạn. Đây là kèo. Rồi nhiệm vụ đầu tiên, bạn cho nên góp Pinchiller nè, không phải là kèo random. Rồi random mình không có làm các bạn. Rồi các bạn nhấn tiếp Pinchiller nè. Chờ bạn mới đắp nè. Tiếp tục follow từ Twitter và retweet bot nè. Trên từ Twitter thì các bạn theo dõi nè. Các bạn like nè. Các bạn trích dẫn như từ tweet nha bạn. Các bạn tăng dạng các bạn của mình hoặc có thể từ tweet cũng được nè. Rồi các bạn mới đắp đợi. Rồi tiếp tục các bạn từ tweet bot nè. Bấm đăng test nha bạn. Rồi các bạn follow Facebook nè. Trên Facebook thì các bạn bấm thích nha các bạn. Xuống đây thích một hai bài của nó luôn đi các bạn. Rồi các bạn bắt up lên các bạn. Rồi tiếp tục subscribe get it. Rồi trên get it thì các bạn join nha các bạn. Join community nè. Rồi các bạn like cho nó nè. Đây 52 bài đi các bạn. Rồi các bạn mới đắp lên các bạn. Rồi tiếp tục subscribe Discord, link comment viết video token bot. Tiếp tục các bạn join Discord nha các bạn. Trên Discord thì bạn chấp nhận làm màu thôi các bạn. Rồi bạn chat một câu gì đi bạn, để nó không phải chat mình, không phải là người máy các bạn. Good I drop. Rồi bạn gỡ các bạn. Tiếp tục bạn sẽ về con bot lại nè. Rồi tiếp tục các bạn like, comment và chụp ảnh màn hình lại nè. Để nhận 2 triệu tốt cần. Thì các bạn copy cái link này nè các bạn. Các bạn nhấp vào các bạn copy cái link này nè. Các bạn mở dưới chocolate của mình nha các bạn. Các bạn cho một đáp nè. Các bạn dán vào đây nè. Cái này khó quá. Trên trình duyệt với chocolate nó chậm quá các bạn, nên mình sẽ dán vào đây nha các bạn. Dán vào với MetaMask của mình các bạn. Rồi tất cả các bạn bấm kết nối nè. Các bạn chấp nhận điều khoản của nó nè, trong phim nè. Nó kêu mình like chỗ nào ta. Like trang web của nó, chụp màn hình lại, cho ba cảnh cùng thôi kìa. Like trang web của nó, chụp màn hình lại. Subscribe. Này nó kêu like trang web của nó, có một tìm có thấy một nào đâu like các bạn. Vô live chờ stop second. Rồi cái này khó quá, bỏ qua đi các bạn. Rồi các bạn bấm start nha bạn. Rồi bấm show này rớt. Rồi bấm research. Rồi lướt cấp trang các bạn. Camera là cái máy ảnh này. Rồi dòng đầu tiên qua địa chỉ email của tất cả bạn vào nha các bạn. Rồi tiếp tục mình gửi địa chỉ với bên B sẽ mất trên bet 20 trên dưới chất collect mình. Các bạn sẽ chép lên nè. Rồi bạn gửi lên chatbot nè. Rồi tiếp tục mình gửi đường link profile từ Twitter mình nha các bạn. Rồi trên tờ Twitter thì các bạn nhấp được ba bạn cùng mà nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn nhấp ba bạn cùng nhấp vào chia sẻ nè. Rồi các bạn sẽ chép liên kết nha các bạn. Rồi bạn gửi lên chatbot nè. Tiếp tục mình gửi lên một cái link retweet. Đâu, retweet bên nào đó. Rồi. Các bạn like và chích dẫn tweet. Rồi. Các bạn chích dẫn cái tweet nè. Rồi bạn test like nha các bạn. Nãy mình tweet nhiều quá không biết có sao không. Hãy xử lý. Rồi các bạn chia sẻ các bạn 9 phút trước. Tweet cho lại. Rồi chia sẻ cái bài tweet của nó nha các bạn. Sao chép liên kết nè. Rồi mình gọi là chatbot nè. Tiếp tục mình gọi là profile.
rồi các bạn bấm vào iHealth.net nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gửi đường link profile Facebook mình nha các bạn. Profile các bạn. Thì các bạn nhấp vào Facebook mình nè. Làm từ từ các bạn. Trên Facebook mình nhập một tên đây nè. Nhấp vào avatar của mình nha các bạn. Các bạn nhấp ba cái cùng nữa các bạn. Các bạn sẽ chép liên kết nữa các bạn. Rồi mình gửi lên chatbot. Rồi bấm bấm lại Hillsonet nè. Tiếp tục mình gửi lên đường link Instagram nè. Thì các bạn lên gửi lên đây nè. Rồi các bạn nhấp vào đây nha các bạn. Các bạn nhấp vào bao cái anh cùng nè. Các bạn nhập anh avatar của mình nè. Rồi các bạn nhấp bao cái anh cùng các bạn. Các bạn copy cái đường link get it cho mình nè. Inter link do you fed. Rồi bấm my hell net nha các bạn. Tiếp tục gửi username Discord nè. Và mình chạy về Discord các bạn. Rồi trên Discord các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nha các bạn. Các bạn sao chép ảnh cái username avatar trên cái bức ảnh avatar mình nha các bạn. Các bạn gọi lên chatbot nè. I have submit like comment. Các bạn bấm skip bỏ qua nha các bạn. Rồi các bạn gì lên ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để khi tôi cần các bạn. Ok, mình đã nhận được 18.000. Thì video mình đến đây cũng kết thúc rồi các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.